chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tiến Mulefish. Hôm nay là biến động mọi người ạ. Hôm nay biến động mình sẽ đi Quăng Chài. Đây là chài cá đớ nha mọi người. Biến động thì có một biển cá đớ vào ký mèo mọi người. Nên mình sẽ đi hôm nay mình sẽ đi Quăng Chài cá đớ. Mọi người cùng đi với mình nhé. Biển hôm nay sóng rất lớn mọi người ạ. Và có nhiều bọt biển. Các bạn ngày hôm nay thì sẽ có nhiều cái đấu ốc bờ mọi người. Ở đây có một biển rất nhiều mọi người. Cái đấu nó sẽ vào ăn bọt mọi người này. Bây giờ là mình chuẩn bị luyện chài mọi người. Khao luyện chài là một khao rất là quan trọng mọi người ạ. Cái này hy vọng mà cá úp nhiều mọi người. Bọt biển rất là nhiều mọi người ơi. Mình phải quan sát mọi người ạ. Mình thấy có mình mới Quăng Chài được. Giấc chai là rất là đẹp mọi người ơi. Hy vọng mọi người sẽ có nhiều cá. Chà này chỉ là một con cá đát thôi. Đây là con cá đấu nha mọi người.
hay là cá đối nhé mọi người. Cái đó khá lớn mọi người. Không có lớn đâu mọi người. Đây là con cá liệt nha mọi người.
video Quăng Chài của mình cũng xin kết thúc ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào mọi người nhé.